Cô mời chú. Rồi. Vô con. Dạ, mời chú. Đã quá. Ồ. Thơm quá chú. Dạ cô mời chú. Rồi 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 rồi, để chú gấp cho con. Dạ được Đặt rồi. đúng chỗ này ngon nè. Để con. Cảm ơn chú. Ngon quá. Phải công nhận là cá của chú câu ngon hơn hẳn cá mua ngoài chợ chú à. Dân nghệ sĩ thành phố nói chuyện huệ tiền không à, cá mình bắt ở đồng á mà đi so với cá nuôi công nghiệp. Mà ba con dạo này sao rồi, sao không thấy ổng xuống đây để mà trồng đợt rau mới? Dạ, ba con và cô Phụng đang tính là trồng trọt và chăn nuôi thêm. Ít bữa nữa chắc ba con cũng xuống đây đó chú. Ba con thiệt là người tốt. Dạ. Mà nãy con nói có chuyện gì buồn, đâu nói chú nghe coi. Có gì đâu chú. Chuyện tình cảm đó mà. Nữa, nói chuyện nghệ sĩ. Cuộc đời con người á chỉ có hai thứ để buồn. Thứ nhất á là tình, thứ hai á là tiền. Dạ. Mà con buồn vì tình á là có nghĩa là con chỉ buồn có nửa cuộc đời thôi. Chú nói chuyện vui quá. Dạ. Thì chú đang kiếm chuyện cho con bớt buồn mà. Ngủ đi. Nè, hai ngày nay á, chú thấy con cặm cụi sáng tác. Mày định sáng tác bài gì vậy? Dạ. Con đang sáng tác bài Tình Ngỡ chú à. Tình ngỡ. À, tình ngỡ tức là tình tưởng phải không? Tình tưởng. Chú nói gì con không hiểu. Thì tình tưởng, tưởng vậy mà không phải vậy, phải không? Tưởng là người ta thương mình nhưng mà người ta không có thương, phải vậy không? Chú kiếm chuyện với con được rồi đó. Vô chú. Vô. Uống với chú á thì con nói là vô chú được nha, Dạ. còn uống như người ta thì phải coi người ta tên gì mới mời rượu người ta được á. Là sao ạ? À? Chú lại nói gì con không hiểu. Chú đã gặp rồi, bây giờ chú thí dụ cho con nha. Dạ. Thí dụ con có hai người bạn, một người tên là Lễ, một người tên là Học. Dạ. Không lẽ con mời con vô Lễ vô Học? Con hiểu rồi.
Anh Đức à, mấy bữa nay thằng Hiền nó đi đâu mà không thấy mặt vậy? Nó lên trang trại chơi rồi ở trển cô Sáu à. Gì hả? Hèn chi dạo này ít thấy mặt. Mà còn chị Phụng nữa, lúc này cũng ít qua đây anh ha. Ừ, bà lâu lâu đi du lịch đó mà. Trời ơi, người đâu mà sung sướng vậy, lúc nào cũng thong thả thoải mái, đâu có như tôi lúc nào cũng lay quay với cái quán cóc này. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bà ấy cũng có nỗi khổ của bà. Gia đình giàu có vậy mà chờ mãi không có đứa con nào, phải kiếm con nuôi, nuôi cho đã đời tới lớn, cả chồng lẫn con chết vì tai nạn giao thông. Trời, tội nghiệp ghê anh ha. Như cô Sáu bây giờ cũng còn có mục đích để sống, ngày ngày buôn bán gom góp để cho con cho cháu. Còn bà Phụng giờ thì đi giúp cho thiên hạ. Còn anh đó thì giúp cho thằng Quân. Giúp cho nó tán gái, không biết có kết quả gì không đây. Thằng Quân cố gắng như vậy tôi tin chắc là được đó anh. Mà còn thằng Hiền của anh thì sao? Ủa thằng Hiền của tôi thì sao? Thôi anh đừng có giấu tôi nữa, thằng Hiền nó cũng đau khổ vì giành gái giống như thằng Quân đó, nhưng có điều là mỗi đứa giành một kiểu. Cô Sáu thiệt là thằng Hiền nó không mạnh mẽ như thằng Quân đâu cô. Nó lúc nào cũng chịu thiệt thôi. Anh nói nghe hay ghê ha. Anh biết nó vậy, sao anh không dạy dỗ cho nó mạnh mẽ lên? Thời buổi này mà như nó thì có mà ế luôn. Anh Đức, mà nó yêu ai vậy anh Đức? Yêu một nàng ca sĩ. Trời, xong, hiểu rồi ha. Hèn chi mà tranh giành. Thằng Quân á, chỉ yêu con nhỏ ô xin thôi, mà tranh giành trầy chi tróc giấy đó anh. Cô nói đúng đó. Tôi có anh bạn cũng yêu một nàng ca sĩ, vậy mà 20 năm rồi vẫn ôm trọn một nỗi đau. À, có phải cái ông mà thỉnh thoảng anh tới thăm đó không? Đúng rồi, ông Dũng. Nhắc tôi mới nhớ, hôm nay tính tới thăm ông đây. Ủa, anh. Sao? Chú có gặp cô Út không? Dạ, em đi chợ xong về ghé nhà, mà thấy bà chủ đứng trong sân, cho nên em không dám bấm chuông. Chú nhìn thấy bà hả? Dạ. Bà đã khỏe chưa? Bà nào giờ bà ốm nhom nhách nè, mà giờ lo lắng kiểu này nhìn thấy ghê lắm. Tội nghiệp. Mà anh ngộ lắm nha, lúc này cũng hay quan tâm người dân lắm nha. Nhìn bé Quỳnh kìa, sao anh không quan tâm đi? Anh hỏi thăm chuyện bầu bì đó. Cái chuyện tào lao đó mà chú cũng tin. Tào lao gì? Tụi nhỏ bây giờ nó khôn lắm, nó tự đủ sức để xoay sở. Anh nói tào lao vậy chứ em là em lo lắm á. Thôi được rồi, em xuống bếp làm đồ ăn nha. Dạ, khoan đã. Hả? Tôi hỏi chú cái này. Hồi đó chú chở bé Nhật Quỳnh tới phòng trà Dạ Lan, thường thường là mấy giờ phòng trà mở cửa? Hình như 5-6 giờ chiều vậy đó. Ủa mà anh hỏi làm gì? Tôi hỏi cho biết vậy thôi. Tôi nghe nói Quỳnh nó quay lại chỗ đó hát. Ăn đi con. Lúc này á con phải làm việc nhiều. Ăn nhiều đi cho nó có sức. Cũng vậy thôi mà mẹ. Con đâu thấy vất vả gì đâu. Với lại vui nữa là khác. Nhờ chuyện Nhật Quỳnh phải không? Dạ. Mẹ nhắc tới Quỳnh thì con cũng nói luôn. Lần này mẹ đừng cản con nha. Mẹ có cản con á là cũng vì con thôi. Con là con trai mới lớn, còn Quỳnh nó lớn hơn con nhiều tuổi, mà lại vừa mới trải qua một mối tình. Mẹ sợ con sau này hối hận không kịp đó. Tại sao phải hối hận hả mẹ? Con không có kinh nghiệm, không biết đó thôi. Con chưa có kinh nghiệm mà, thì mẹ nói cho con biết đi. Thì thí dụ như là lỡ như Quỳnh đó còn yêu người ta thì sao?
Mẹ yên tâm, không bao giờ có chuyện đó. Vậy lỡ mối tình vừa rồi để lại hậu quả thì sao? Hậu quả gì mẹ? Thì lỡ mà lỡ nó có thai thì sao? Chuyện như vậy á mà mẹ cũng nghĩ ra được. Vậy là mẹ không hiểu Quỳnh rồi. Nếu có chuyện đó là Quỳnh đã nói thật với con rồi. Thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà người ta vẫn thường hay nói tình cũ không rượu cũng tới. Càng nói á, con thấy mẹ càng quá coi thường Quỳnh. Vậy con hỏi mẹ nè, có khi nào mẹ giấu ba con để đi gặp tình cũ chưa? Mẹ, mẹ làm gì có tình cũ? Tôi cũng tính tới thăm anh, nhưng mấy bữa nay bận quá. Anh bận lo lắng cho thiên hạ chứ gì. Hồi này anh để bụng lâu quá rồi đó nha. Ngày xưa cãi nhau, bữa trước bữa sau là quên rồi. Già rồi phải khác chứ. Như anh ngày xưa đẹp trai phong độ, lãng tử phong trần. Còn bây giờ nhìn lại anh mà coi, như ông cụ già. Nè, anh cũng vậy mà. Không à nha, tôi xấu đều từ trẻ tới già luôn. Tôi xấu vậy mà đường tình tôi suôn sẻ. Nếu mà vợ tôi không bị bệnh mất á, thì coi như là tôi hạnh phúc trăm năm rồi. Đâu có như anh, gần xuống lỗ rồi mà còn đau gì tình. Anh nói đúng. Đúng quá rồi còn gì. Tôi không hiểu anh thì ai hiểu anh. À, cái hôm ở trang trại á, anh có nói là anh gặp lại Gia Lan phải không? Tôi có gặp, nhưng tôi chỉ đứng nhìn từ xa. Anh yêu cô ấy như vậy á, mà gặp lại chỉ nhìn từ xa thôi. Chẳng lẽ bây giờ mà anh biết đó, 20 mấy năm rồi, gặp mặt rồi nói cái gì? Thôi, cứ để yên như vậy sẽ tốt hơn. Anh gặp cô ấy ở đâu? Tôi nói điều này anh hứa là chỉ một mình anh biết thôi nhé. Được rồi, tôi hứa. Dạ Lan chính là bà chủ phòng trà Dạ Nam, nơi mà con Nhật Quỳnh nó hát đó. Vậy sao? Nghĩa là mẹ của thằng Nam. Chính xác. Đúng là quan gia ngõ hẹp rồi. Hèn gì, giờ tôi mới hiểu vì sao anh binh bãi chầm chập. Biết vậy ai thèm cãi với anh làm chi cho mệt, tốn hơi. Lâu nay tôi cũng không dám gặp, vì ngại đủ điều. Mà bây giờ cô ấy đang gặp nạn. Cô ấy gặp nạn thì có chồng cô ấy an ủi. Anh tới an ủi làm chi? Coi chừng á, tình ngay lý gian á. Có gì đâu mà ngay lý gian. Chồng cô ấy đang ở nước ngoài, với lại tôi cũng đang cố thu xếp giờ giấc. Sao cho cuộc gặp chỉ tôi và cô ấy biết thôi. Có thêm tôi biết nữa. Cũng kỳ thiệt. Hay là số phận đẩy đưa đây không biết. Anh đừng nghĩ xa xôi. Thời gian đã qua lâu rồi mà vết thương cũng thành sẹo. Hiểu rồi. Thỉnh thoảng trái gió trở trời lại đau nhất thôi chứ gì. Anh đúng là. Giờ quá cô liều, nghe tiêu điều
Ngày tháng rơi nhanh vàng lá trên cây, mới hôm nào ước xưa tình ta vẫn trong chưa xa, nghe đó đây u lang thang chiều mưa đúng chiều người xưa còn trên lối cũ. Chẳng thu con nơi lúc lấy hạt cơm chẳng quên trong đêm dài, như ta còn say em đôi bàn tay ấm trong mấy ngày nay không thấy hoa trên bàn, có nghĩa là anh không đến. Em nghĩ rằng anh đang đi chơi đâu đó. À, em biết rồi. Anh đi lên trang trại của ba anh, đúng không? Như vậy cũng tốt. Ở trên đó, anh sẽ tìm thấy được sự bình an, và anh có thể sáng tác. Em đoán là anh vừa sáng tác được một bài cho em. Em đùa thôi. Anh Hiền à, nay em đã vui hơn trước nhiều rồi. Em cảm ơn anh vì những đóa hoa nhỏ nhắn xinh xinh đó. Nó đã giúp em phần nào xoa dịu những nỗi trăn trở của lòng mình trong những ngày qua. Thêm vào đó là những lời anh viết trong những tấm thiệp nhỏ đã làm em thấy vui lắm. Từ nay, em sẽ sống lại với một Nhật Quỳnh mới, mạnh mẽ hơn và chịu đựng hơn. Anh sẽ không phải lo lắng nhiều cho em nữa. Và từ nay, mình vẫn sẽ là anh, là em. Còn cái tình cảm khác với những gì chưa nói thì mỗi người hãy tự giữ lấy trong lòng mình nha anh. Anh Quang Hiền, một người anh trai mà em yêu quý nhất.
Hiền đó hả con? Dạ cô Sáu. Cô Sáu, ít kia nhà lá vườn, biết cô Sáu ăn lấy thảo. Trời ơi, đừng nào về quê lên cũng bí hoàng như vậy. Cô cảm ơn nha. Dạ. À, ngồi uống cà phê đi, cô đem ra cho. Thôi được rồi cô, con đi bây giờ luôn. Đi luôn hả? Dạ. À, hồi đêm hôm qua con thức trắng để sáng tác nhạc hay sao mà mặt con hốc hác vậy? Con thức nhưng không để sáng tác nhạc, mà con làm thơ đó cô. Thơ gì? Thơ thức tình. Mệt quá. Cô mới nói với ba mày, thời buổi này thơ văn làm cái gì, cứ đi làm kiếm nhiều tiền vào là có tình yêu hết đó. Chắc con phải nghe lời cô Sáu thôi. Sáng giờ ba con có ra đây uống cà phê không cô? Có ghé uống cà phê rồi nói là đi đến nhà ông bạn nào đó. Ông bạn? Ba con có mấy ông bạn? Cô Sáu biết ba con đến nhà ông bạn nào không ạ? Cô không nhớ tên. À, mà ông bạn gì cũng yêu một người làm ca sĩ giống như con đó. Ừ. Sao cô Sáu biết con yêu ca sĩ? Con là nhạc sĩ, con yêu ca sĩ là đúng rồi. Rồi, con biết rồi. Ba con qua nhà bác Dũng. Thôi con đi đây cô Sáu. À, còn bó qua trên xe là để tặng cô ca sĩ phải không? Dạ. Ủa? Chú Tiểu ba con đâu rồi? À, bà con với chú Đức đi đâu rồi đó? Ngồi đi con. Con uống gì không? Chú làm cho. Con uống cà phê. Mà thôi để con làm được rồi. Thôi được rồi, ngồi đó đi, để chú lấy cho con ít sữa nha. Dạ.